Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục là trở lại quay video cho các bạn xem nha. Thì nói chung là trong cái thời gian này thì nói chung là mình khá là bận, vì thế là mình không có ra video thường xuyên để cho các bạn xem. Thì rất mong là các bạn hết sức là thông cảm cho mình nha. Thì nói chung là khi nào mình rảnh thì mình sẽ quay video và đăng lên YouTube cho các bạn xem. Rồi và hôm nay mình sẽ quay video review shop của mình nha. Mấy hôm trước thì nói chung là quá trời bạn kêu mình review cái shop bé nhỏ của mình luôn, xem là nó có gì. Thứ nhất là để cập nhật cái sản phẩm bên mình hiện tại có gì. Thứ hai là để cho các bạn dễ dàng mua được á. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật thêm nha. Thì hiện tại là dịch bệnh đồ các bạn, cho nên là hàng hóa đồ nó không có được đầy đủ, nó không có được nhiều. Thì nói chung mình có nhiêu thì mình bán nhiêu. Đó, các bạn có thể ghé ủng hộ mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ review như thường lệ là lồng nha các bạn. Lồng thì vẫn còn những mấy cái mẫu lồng cơ bản thôi. Đây là cái mẫu lồng xách tay nè. Đó, cái mẫu lồng xách tay mà cái loại USO á thì mình hết rồi, nhưng mà mình thay thế bằng cái mẫu lồng này. Đấy, mẫu này thì nó có tặng kèm bình nước bi nha, bình nước bi 80ml và một cái chén ăn, bên trong là có một cái màu xanh nữa. Các bạn nào mà nam nào mà thích màu hồng á thì có thể ghé ủng hộ mình luôn. Kế bên là một cái lồng mini, lồng mini thì nó cũng về hàng rồi nè. Đấy, lồng này kêu bằng lồng gì mình cũng không biết tên các bạn, nhưng mà nó khá là to, các bạn có thể nuôi được khoảng 1 đến 2 con bia cũng được, nhưng mà các bạn muốn rộng thì nuôi một con bia thôi. Đó, cái xích đô ổ, cái cầu tụt cũng khá là to, chén ăn bình nước đồ thì nói chung là đầy đủ. Thì đây ở trên này thì nó sẽ có một cái nhà cũng khá là to luôn. Đó, một con bia chui vô thì nói chung là khá thoải mái luôn nha các bạn. Đấy. Rồi kế bên đây là lồng khay một tầng. Đó. Đây, bên trong nó thì vẫn có chén ăn với lại bình nước bình thường luôn. Ở phía dưới thì nó sẽ có một cái khay để mình lấy cái mấy cái lồng này ra, mình lấy cái khay ra review cho các bạn xem. Đó. Ở dưới thì nó sẽ có một cái khay có thể rút ra rút vào như thế này để cho các bạn có thể dễ dàng vệ sinh. Rồi đó. Đấy, các bạn nào lót ắc sang á thì cái này nó rất là tiện luôn nha. Đấy, các bạn chỉ cần lấy khay này ra và vệ sinh khá là tiện. Ở trên thì nó có một cái nhà rồi well, bình nước, bình chân không và một cái chén ăn. Đặc biệt cái cửa của cái lồng này nó thiết kế khá là an toàn nha các bạn. Nó thiết kế cửa khóa luôn nè. Đó. Đây. Đấy, một cái khóa như thế này. Đó, kéo lên rất là đơn giản, kéo xuống cũng rất là đơn giãn luôn. Đó, cái khóa của nó thì có thể giãn ra giãn vào như thế này. Đấy, giúp cho việc là hamster của bạn nó sẽ không có tự động, nó không có tẩu thoát được. Đấy, dẫn đến hamster của bạn nó chạy đi mất nha. Còn bên này cũng là một cái lồng khay, nhưng mà là cái mẫu lồng 2 tầng. Đây, phía dưới có một cái khay luôn nha. Đấy, cái khay bằng nhựa khá là đẹp luôn. Và cái cửa nó thì vẫn giống bên kia thôi, nhưng mà cái thiết kế chiều cao nó sẽ cao hơn. Có tặng kèm chiếc well, bình nước, chén ăn đồ đầy đủ. Đấy, nói chung là mấy lồng này thì các bạn chỉ cần mua về và để hamster vào nuôi thôi. Rồi và vài hôm nữa thì mình sẽ về thêm cái mẫu lồng vòm nè. Rồi hình như có 1-2 mẫu gì nữa đó. Nói chung là vậy, thì mình về mình sẽ cập nhật sau. Rồi và cái kệ thứ hai đó chính là chén ăn nha các bạn. Này, chén ăn thì mình còn chén ăn ếch nè, chén ăn sứ vẫn về nè. Chén ăn sứ thì 15.000 một cái, chén ăn ếch 35, chén ăn nhựa thường thì là 13.000. Rồi chén ăn gấu là cái nhà gấu xứ loại chung như thế này là 55 nha, giá nó hơi cao một tí nha các bạn. Đó. Rồi các bạn thích sản phẩm nào thì có thể chụp màn hình lại nha, rồi gửi vào cái trang fanpage của mình. Mình sẽ để đường link phía dưới. Đây là nhà tắm USO, nhà máy lạnh. Nhà lạnh mình nói nhầm. Nhà cửa tự động nè. Đấy, nhà cửa tự động khá là to luôn nha. Và nhà nhựa nhưng mà size lớn thì 29.000. Đấy. Nó còn màu cam với lại màu hồng thôi các bạn. Rồi, và nhà tắm nhựa nhỏ thì 25k một chiếc như thế này. Đấy. Nó cũng có rất là nhiều màu luôn, màu vàng, xanh, đỏ đồ tùm lum hết luôn. Rồi, đế bình nước nha. Đế bình nước cũng rất là nhiều màu luôn. Rồi, ở trên này thì cái nào mình báo giá được thì mình sẽ báo, còn không thì các bạn cứ chụp màn hình rồi gửi vào cái trang fanpage cho mình. Rồi mình sẽ báo giá sau nha. Rồi, qua cái phần nhà rổ thì mình cũng còn có 2-3 mẫu thôi các bạn. Đấy, nhà lắp ghép đồ. Cái này là cái bọc bên nha, bọc bên loại thường thôi, giá 20.000 một cái. Bạn nào mua để vô lồng trang trí, làm đồ chơi cho nó cũng khá là ok. Còn nhà gỗ thì vài hôm nữa mình sẽ gọi là cập nhật thêm nha các bạn. Đây là bình nước bi loại 80ml. Đấy, cái loại này thì nói chung là cái lượng nước nó dự trữ khá là phù hợp, cho nên là các bạn mua khá là nhiều. Đó, loại này là bình tốt luôn nha các bạn. Đấy, các bạn có thể để nước thoải mái. Và cái phần trăm mà bình nó bị rỉ nước rất là thấp luôn, vì thế là các bạn có thể an tâm mà mua nha. Bên này là bình chân không nè, chân không thì 17-18.000 một bình. Đấy, 17-18.000 một bình như thế này. Bình chân không thì các bạn thích hợp để nuôi tách, hoặc là các bạn nào mà có chi phí thấp á, thì các bạn có thể mua, nhưng mà các bạn chịu khó thay nước nha. Bình 500ml, 125ml vẫn còn luôn.
đá mài răng thì mình sẽ còn san hô loại dây 13.000 một dây như thế này, còn loại viên á là 14.000. Loại viên á thì hamster nó sẽ có mấy con bia rồi đó, nó không khóa phá được nha các bạn. Rồi khử mùi nè, rồi que nhựa thì mình cũng đã về nha, đấy rất là nhiều màu luôn. Que nhựa thì giá nó lên một tí, nó lên 3.000, 28.000 một cái, giá cũ là 25. Rồi chổi vệ sinh đây, chổi vệ sinh mình để trên kho còn khá là nhiều nha các bạn. Queo nè, cốm gạo đồ cũng còn khá là nhiều, ở đây mình chưa có vào bọc nữa. Rồi cái ngăn cuối cùng đó chính là thức ăn. Đấy, thức ăn các bạn đã biết rồi, mùng cưa nén vẫn còn nè, 25.000 một ký nè. Rồi các sang, các bút đi trắng và bút đi nâu thì vẫn còn nha các bạn. Rồi bên trong kia thì mình sẽ để mùng thơm, nhưng mà mùng thơm chưa về, mùng thơm khoảng 1 đến 2 ngày nữa có thì mình sẽ cập nhật sau luôn nha. Bên này là bên thức ăn dặm với lại các tấm, các tấm vẫn còn nha. Các tấm thì giá là 14.000 một bịch một ký, có mùng thơm luôn. Các sang nè, các sang là 13.000. Các sang sắp tới thì giá nó sẽ giảm nữa nha các bạn, có gì mình cập nhật sau. Rồi thức ăn dặm thì mình còn cá nè, cua nè, rồi hướng dương. Đấy, hướng dương một bịch khá là to cũng 10.000 nha. Thức ăn dặm thì nói chung là mình sẽ vô nó đồng giá là 10.000 một bịch hết luôn để cho các bạn dễ mua nha. Rồi cấm bắp, yến mạch vẫn còn, táo, rồi cấm trứng nè, đấy kẹo, cấm trứng, rồi mài răng, rau củ, nói chung là tùm lum hết, nói chung là còn khá là đầy đủ. Bạn có thể ghé qua ủng hộ mình. Rồi đây cấm trứng nha, cấm trứng một bịch hình như là 20 mấy gram đó. Đấy, 20 mấy gram. Cấm trứng nó khá là mắc, vì thế là các bạn, với lại cái thành phần dinh dưỡng nó khá là cao, vì thế các bạn cứ cho nó ăn vừa phải thôi. Rồi sau phô mai. Rồi cái này là gì đây? Cái này hình như là bông bông cúc, đúng rồi, bông cúc sấy nha. Bông cúc sấy giá cũng nó cũng khá là mắc. Đấy. Mỗi lần các bạn cho nó ăn thì các bạn chỉ cho nó ăn khoảng một bông thôi là vừa. Rồi một tuần các bạn cho nó ăn một bông hoặc là hai bông thôi là vừa, đừng cho nó ăn nhiều quá. Đấy, dành cho những bé nào bị xì chết hoặc là các bạn muốn cung cấp thêm dinh dưỡng cho bé thì có thể là mua thêm cái loại này cho nó ăn. Đấy. Rồi, kẹo sữa nè. Đó, kẹo sữa này rất thơm, là mùi sữa luôn, và con chuột nó khá là thích luôn nha các bạn. Yến mạch, cấm trứng thôi, cũng như vậy thôi. Sâu thì mình còn sâu chung, sâu bé đều có đủ nha, đều 10.000 một bịch hết. Rồi và đây là tổng quan cái shop của mình trong thời điểm hiện tại, nó còn những bao nhiêu đây thôi. Vài hôm nữa mình sẽ về hàng thêm thì mình sẽ khui hàng và cập nhật thêm cho các bạn xem nha. Rồi các bạn nào mà mua hàng thì có thể chụp màn hình lại và gửi vào cái đường link fanpage, mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả này luôn, hoặc là ở dưới cái phần bình luận luôn, để các bạn có thể dễ dàng vào nha. Còn ngoài ra nữa thì các bạn có thể là đặt hàng, mua hàng trực tiếp qua Shopee, mình cũng có cái đường link ở dưới phần mô tả luôn đó. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Nếu thấy hay đừng quên là cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video này cho các bạn xem. Rồi và không còn gì chia sẻ nữa cho các bạn hết. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye bye.